Đây là cái tiệm bán đồ câu cá lớn nhất nước Mỹ luôn rồi mọi người, Bass Pro. Hôm nay để nghĩ vô trong đây coi thử trong đây có cái gì nha. Ở trong đây thì nó có bán luôn tàu câu. Let's go boy. Biển rất là bự luôn. Đây nó có cái hồ cá rất là lớn luôn. Yeah, that's a redfish, Nathan. That's a red drum. Ở trong đó có bán mấy cái tàu đi câu cá mọi người. Rất là nhiều tàu. Tàu này 66.000. Wow. 66.000 đô la. Quá bự luôn. Thoải mái. 66.000. Máy cực kỳ bự. Cái tàu đây khoảng từ 3 tới 6-70 ngàn một chiếc của mọi người. Tàu này thì chắc khoảng cỡ 47.000. 276 đồng một tháng, trả 5 năm quá. Còn ở trong đây là cái chỗ bán đồ câu, rất là nhiều đồ câu luôn á mọi người, cần câu, mồi câu, đủ thứ đó. Nó có bán là lưỡi câu nè, dây, nhợ, cần, máy câu, combo, bán rất là nhiều. Hôm nay thì nghĩ hay vô đây mua mấy cái đồ câu á, cái giá nó thì bán cũng không có mắc lắm. Quá trời cần câu luôn. Cần này thường là nó cần nó có đủ thứ giá, một bộ nó là mắc mấy chục đồng cũng có, tới mấy trăm cũng có, mấy ngàn cũng có. Chỗ này thì bán rất là rộng, có bán thêm đồ săn nữa. Ở đây là mấy cái cung nữa mà mình săn nai đồ á. Ở đó thì nó có bán súng, súng săn nai đó. Ở đây nó có bán mấy cái chiếc xe để mà đi săn ở trong rừng đó mọi người, 7.000 mấy một chiếc. Chiếc này 4.000 mấy. Chiếc nhỏ này thì 3.300. Chiếc lớn như này đẹp. Chiếc này thì 9.400. Ở đây là mấy cái máy để mà mình máy tìm cá đồ đó, đo độ sâu. Ok. Rồi bây giờ chị tụi Nghĩa đi về. Thank you. Thank you. Say bye Nathan.